Vì sao siêu sao bóng đá Erling Haaland dán băng dính kín miệng khi đi ngủ? Vào mùa giải 2022 đến 2023, Erling Haaland đã góp công lớn giúp Man City hoàn tất cú ăn ba lịch sử bao gồm cúp C1, ngoại hạng Anh và cúp FA. Thành công của chân sút đến từ Na Uy một phần đến từ lối sống kỷ luật và sự chăm chỉ luyện tập. Trong một lần chia sẻ trên podcast, Haaland tiết lộ anh thường xuyên dán băng dính vào miệng lúc ngủ. Đối với anh, giấc ngủ là thứ quan trọng nhất. Anh đã dùng băng dính dán miệng trong lúc ngủ. Điều này đã giúp anh có giấc ngủ tốt hơn và giúp anh đạt được phong độ cao khi thi đấu với cường độ cao ở nhiều đấu trường. Theo các chuyên gia về giấc ngủ cho biết, Haaland đang muốn khuyến khích việc thở bằng mũi. Lý thuyết đằng sau việc dán băng dính vào miệng là để bạn phải thở hoàn toàn bằng mũi. Điều này cũng giúp cho lượng oxy vào phổi nhiều hơn so với thở bằng miệng. Khi thở bằng miệng, bạn có thể sẽ bị khô miệng và cổ họng. Điều này có thể dẫn đến việc ngủ ngáy, bệnh khô miệng, một số bệnh lý khác liên quan đến hệ tiêu hóa và nướu răng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho biết, không phải ai cũng phù hợp với việc dán băng dính kín miệng khi ngủ. Việc dán kín miệng khi ngủ có thể mang đến rủi ro, gây ra tình trạng khó thở, làm gián đoạn giấc ngủ và dẫn đến mất ngủ.